Hôm nay mẹ với Kitty đọc quyển sách Hoang dã, tiếng Anh đọc là Wow. Wow, tác giả là Emily Hughes. Emily Hughes. Rồi, mẹ đọc tiếng Việt còn Kitty đọc tiếng Anh nha. Không ai nhớ cô bé đến khu rừng như thế nào. No one remembered how she came to the woods. Nhưng tất cả đều biết rằng đó là điều tốt. But all knew it was right. Cả khu rừng đón nhận cô bé. The whole forest took her Như là thứ thuộc về riêng mình. as their own. Chim dạy cô bé cách chuyện trò. But told her how to speak. Ca crow, crow, ca crow. Chim dạy cô bé cách chuyện trò. Ca, Gra. ca, ca. Gấu dạy cô bé cách ăn uống. Bear taught her how to eat. Cáo dạy cô bé cách vui chơi. Fox taught her how to play. Cô bé hiểu và rất hạnh phúc. And she understood and was happy. Một ngày nọ, cô bé gặp vài động vật mới trong khu rừng. One day, she met some new animals in the forest. Họ thấy cô bé thật khác lạ. They found her strange. Và cô bé thấy họ thật kỳ dị. And she found them strange too. Họ làm mọi thứ đều sai. They did everything wrong. Họ chuyện trò sai. They spoke wrong. Họ ăn uống sai. They ate wrong. Họ vui chơi sai. They played wrong. Cô bé chẳng hiểu gì. Và cô bé không hạnh phúc. And she did not understand, and she was not happy. Quá đủ rồi. Enough was enough. Phải nhỉ? Rồi sao cô bé ra đi vào rừng? Ai cũng nhớ cô bé ra đi như thế nào. Everyone remembered how she left. Và tất cả biết rằng đó là điều tốt. And all knew it was right. Bởi vì bạn không thể thuần hóa thứ gì hoang dã và hạnh phúc dường ấy đâu. Because you cannot tame something so happily wild. Vậy là hết chuyện. Cuối quyển sách có tóm tắt lại nè. Bạn không thể giam hãm những thứ quá đỗi vui tươi và tự do. Đây là cuốn sách ảnh của một tác giả đến từ Hawaii, Emily Hughes. Cô đồng thời cũng là người vẽ tranh minh họa cho cuốn sách. Emily Hughes đã kể câu chuyện về một cô bé được sinh ra trong một khu rừng. Tại nơi đó, gấu dạy cô ăn, chim dạy cô nói và cáo chơi đùa với cô. Cô sống trong hoang dã mãi cho đến lúc cô gặp một loài động vật có hình dáng kỳ quặc giống như cô. Với cách kể chuyện độc đáo, đầy sáng tạo và phong cách vẽ khác biệt, Emily Hughes mang đến cho các bạn nhỏ một tác phẩm thú vị và mang màu sắc tươi mới. Như vậy là mình vừa đọc xong quyển Hoang dã. Wow. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.